trùm3s.com, chẵn này Momo uy tín số 1. Giao dịch tự động 24/7, thanh toán chỉ trong 3 giây. Đua top này vinh quá khủng, lấy mã giao dịch từ Momo tăng chiến 100%. Còn chần chừ gì không truy cập ngay trùm3s.com. Rồi, hello anh em, chào mừng nghe nó quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục chơi gian và ở vị trí đó chính là đi đường tàn xe ra. Nó đầu có vị tướng đó chính là vé ở bên tay bạn nhé mọi người. Nói chung là cái kèo này đối với tôi á thì con gian muốn hơn á thì mọi người phải nâng cái giày kiên cường nhé mọi người. Đó, bạn nào mà tay chậm á thì nên nâng cái đao nhá. Đó, còn bạn nào mà cảm thấy mình lướt cho hai ổ nữa thì khỏi nâng đao, nâng đồ đam kia cũng được. Đó, nhưng mà nói chung là cứ nâng đao cho chắc nha. Rồi, bây giờ thì câu chiêu nó rồi, vô đánh thường này mọi người, nhưng mà nó lên cấp 2 trước tôi rồi. Biết ngay mà, rồi xong này rồi né chiêu 1 nữa nha nhé mọi người. Rồi, né chiêu 1 rồi. Rồi bây giờ thì bổ này, chém này, rồi luôn hồi chiêu kìa. Ô kìa. Thế mà vẫn dính được à? À ôi rồi, nó dính luôn, nó hồi luôn cấp 1 rồi, tốc biến nhá. Cái phá này mà tôi bằng tốc biến mà để nó xoáy trúng cái nó tốc biến nó đánh thường cái là tôi chết luôn đấy. Rồi, trời ơi. Ấy, nhưng mà cảm giác là chuẩn bị giao tranh ở đường sông nha. Đây này, đây này, đây này. Đây, đợi xíu. Ê, đủ đam nhỉ? Điều từ này, hai lần chưa một này, bộ này. Ui vai nồi, thế mà vẫn thêm một tí đam kìa. Xui thế không chết được, còn về đét chán ghê á. Rồi, tôi có cái bế lên cao này. Nhưng mà con mít nó ở sau kìa mọi người ơi. Từ từ nhá, ừ hay quá. Mít mình ăn được mít nó rồi, nhưng mà cảm giác là thôi xong rồi. Chết hai người luôn rồi, trời ơi. Trời ơi. Rồi, mới đầu game tôi đã phải nằm xuống mạng rồi. Còn bây giờ thì lên trả thù với còn gì nữa đúng không? Rồi, này, có thể kiên cường nha, có thể kiên cường chơi được nha. Rồi, đánh thường này, đợi lướt nha, rồi chiêu 2 này. Ok kìa, đâu ra vậy? Ui, vãi chưởng thật, vãi nồi. Chơi game mà đi mọi người. Ôi ôi. Vãi, tôi không để ý thằng rừng nó luôn á. Trời ơi, nhưng mà đường dưới có vẻ lời nhờ, nhưng mà không lời tí nào hết rồi. Cái cảm giác cái này là 2 đổi 3 rồi, AD chết luôn rồi này. Rồi, xong, SB phải đi, SB chạy sao nổi. Rồi, trời ơi, pha này lỗ rồi nha. Nhưng mà hàng top xuống dưới rồi thì tôi tranh thủ tôi ăn con quái nhỏ mày lấy ít vàng nhé mọi người. Nó nói chung là chết rồi vì thọt tí vàng nên là tranh thủ kiếm được bao nhiêu vàng thì kiếm nha. Rồi, ok. Đó, ăn con quái xong rồi tôi sẽ lên dọn đường lính và khả năng là tôi sẽ binh rừng mình vào ăn con tà hần nha. Đó, hàng rừng nó ở dưới hết rồi. Rồi, bây giờ thì tranh thủ qua bên bãi rừng nó sẽ có con quái nào không nha. Đây này. Rồi, xong, mất rồi. Mất hết rồi. Còn không? Cái phần này ăn được nè, phần ăn được nè. Rồi, ulti này bắt con Vedet nha. Rồi, nè, lướt chung 2 này đánh thường này, bộ này, rồi, nè, lướt đánh thường này. Đó, người mọi người thấy con rat nó đẩy tôi không được biến nào không? Đó, bởi vì tôi dùng phù hiệu kháng, miếng kháng á mọi người. Đó, đây nè, cái phù hiệu này nè, tôi để dưới góc màn hình nha. Rồi, ok, bây giờ thì ăn con tà hần xong rồi thì lên lại về lại là cái len mình và farm lính nha. Rồi, đó, thằng bé đây đâu rồi, nói chung là tập này tôi có cái giải kiên cường thì tôi cũng không sợ solo với bé đâu mọi người ơi. Bởi vì có thể anh cường thì chắc chắn là cái chiêu 2 của mọi người á nó sẽ nói chung là nó sẽ hết choáng trước khi mọi người lướt chiêu 2 mọi người đó nha. Đây giờ nè nhá, hên quá, xén nó thì nó cướp mất con quái nè, như thế này nhá, người đỡ xoáy nhá, rồi lướt thẳng này. Ôi rồi ôi, lại ganh nữa rồi, thôi xong rồi rồi. Ôi má ơi, tên bạn không cho mình solo kill nó được hả? Sao cứ ganh hoài vậy, đầu game giờ ganh ba mạng rồi, trời ơi. Rồi nãy bé nó xuống ganh ở dưới nó chết rồi mọi người ơi. Bây giờ thì tranh thủ lượm luôn cái trụ đường top nha. Đó, có rừng mình với cả có mít mình trên này rồi thì lấy luôn cái trụ nha mọi người, xong rồi đi chuyển xuống mít nha. Rồi, trời ơi, chưa chi đã thấy phải nằm xuống ba mạng rồi. Rồi xong, tem mình lên cao quá, rát nó ganh lại chết AD rồi, chết B không? Rồi, khả năng B chết luôn rồi nha. Đó, nhưng mà không sao, bây giờ thì tranh thủ tem bạn đang ở dưới ganh rồi thì lấy cái trụ mít nha mọi người, phải lấy trụ mít nha. Đó, nói chung là lấy trụ mít thì cũng không có lỗ đâu. Rồi, né cái chiêu ulti của con FB đó này. Rồi, ulti bắt của không nhá. Rồi, ulti này hất tung này, chém thường này, chạy đâu, đánh thường nè. Ui, không ăn được mạng rồi. Nhưng không sao nhá. Bây giờ thì thôi, pha này lùi nhá, hết chiêu rồi. Rồi, khả năng thì bây giờ có biết nó sẽ di chuyển lên trên nó farm nhá. Thì tôi sẽ di chuyển đến cái bộ này bất bài nó. Ôi, nhưng mà lộ sai mất tiêu rồi. Lên chậm quá. Lên nhanh xíu lướt khả năng là cái mạng có biết là thuộc về tôi rồi đó. Rồi, bây giờ thì kẻ đi, bây giờ tranh thủ lính ở farm ít lấy kinh nghiệm và vàng nhé mọi người. Đó, xong rồi tôi hết mana này, tí nữa về dưới cái trụ dưới tôi lấy cục máu nha. Đó, rồi giờ đi di chuyển này, về ăn cục máu là làm gì làm nhá. Đó, nó công tí nữa tem combat hết mana cái lại chết đấy. Rồi, giờ lượng cục máu nhá. Đó, thằng của không đem bạn này, trận này nó cũng đang được farm sơ đấy là cũng phải đề phòng đấy nha. Rồi, bắt Vedet trước nhá, bắt Vedet trước này. Vedet này, đánh thường này. Đấy, đam to chưa? Rồi, bắt luôn con này không? Ừ, rồi giết luôn này. Đó, bây giờ thì tờ nhá.
đây nhá, AD đã mất lại không nè, quạt này, đánh thường này, chưa ulti này, chưa hạn mình lướt đây nó ui hơi nhanh nhưng mà thôi xong rồi, mạng này tôi lại chết rồi, trời ơi, rồi ôi hên quay ra không cầu được cái giải của hiện tại đang là phút thứ 6 và giây thứ 30 và tôi đã phải nằm xuống tận 4 mạng rồi, trời ơi. Ui, tem chết có 10 mạng thôi mà trong khi đó số mạng tôi nằm xuống gần bằng một nửa của tem chết luôn rồi. Trời ạ, rồi ôi trận này tôi báo quá. Thôi cũng đâu trách được đâu, đồ game tem bạn ganh tôi suốt là tôi cũng chịu à. Rồi, giờ thì kể đi. Thế bây giờ là tôi phải farm sao cho nó huề vàng ấy nha. Đó, chết nhiều nhưng mà mọi người không bị thuần vàng thì nó cũng không phải gọi là phế đâu nha. Rồi, game này lính vàng chắc chắn là nhiều hơn lính farm mạng mà nên là cứ thoải mái mà farm lính đi nha. Rồi, bây giờ thì tranh thủ từ nhà để tôi xem coi. Đây nha. Bây giờ thì di chuyển lên cái bụi này nấp nhé mọi người. Nó đứng cái bụi này nấp này. Đó, đợi đến bạn thằng nào mà bước sát qua đây cái là bật ulti lên combo nó liền. Đây này, nhưng mà con này thì không ulti đâu nhá. Con này thì đánh thường rồi, cấu thôi. Rồi, đây nhưng mà từ nha. Không nha. Ui, AD ổn rồi đấy. Này tốc biến này. Rồi, bắt AD đó nhá. Ô lướt lố rồi nhưng mà không sao. AD vẫn chết nha. Rồi, chưa 21 này, xin mạng này. Chết luôn SB nha. Đó, tên bạn một pha lên cao đã phải nằm lại hai mạng. Ê, con rat kia nó bị là fake xích không? Ô sau đó thế mà vẫn né được cái lồng của con Badum mình à? Ảo thật đấy. Rồi, bây giờ thì vô lượng con bùa đỏ thêm bạn nhé. Nói chung là cứ lượm hết bùa đi. Nói chung là đi top thì cứ chỉ làm như vậy thôi. Thêm con mát kìa nhưng mà ổn không? Ôi rồi, xong rồi. Anh VDS tự nhiên bay vào cân ba như thật đấy. Xong rồi mà cái hậu quả đó phải bỏ lại mạng trong cái pha đó nha. Đó, bây giờ thì di chuyển về lính này trước khi mấy con quái là bắn hết lính của tôi đấy. Ở đây tôi đang tính ăn con quái rừng trước nhưng mà ra và muộn cái là tí nó bắn hết lính là mất vàng đấy. Rồi bây giờ thì tranh thủ farm xong rồi di chuyển về ăn con tà hần nha. Đó, em tôi đang có lợi thế rồi thì phải ăn mục tiêu nhé. Nói chung mọi người chơi game này phải nhớ mục tiêu nhé, đừng có quên nói nha, mục tiêu nó quan trọng lắm đấy. Có lợi thế rồi thì đừng có ham đẩy quá, đẩy không được thì phải về ăn mục tiêu nha. Nó mà người mà cứ đứng kiểu ép ta không được rồi thì chỉ có cách là phải ăn mục tiêu thì nó mới dễ ép thôi. Thôi bây giờ thì tôi biến về tôi hồi mana nhé mọi người. Rồi xong, AD chết không? AD thoát được không? Ừ, hay quá, AD vẫn lui được nha. Rồi, bây giờ thì di chuyển lên từ nào xem bản đang khá là cao này. Không biết đường mid bây giờ có giao tranh lớn không ta? Từ nha. Ê này, bắt con rat này. Rồi xong chạy được không? Rồi, từ đứng kia này ulti nhé mọi người. Nè, ulti này, hất tung này, chém này. Ui, đam tôi kìa. Trời ơi, mọi người thấy nâng cái kiếm Muzamasa đầu game chưa? Nói chung là kiếm Muzamasa với cái thương long á thì nó cũng không khác gì nhau đâu, nhưng mà thương long thì nó khỏe hơn vì nó có máu, nó có thêm một chút máu nha. Còn kiếm Muzamasa thì mọi người đánh đam sẽ to hơn. Đó, đam sẽ hơi bị đã to hơn so với mấy con mà lên tanh nhá mọi người. Đó. Còn cái kiếm thương long á là nó giảm giáp thì đối với tanh hay là đối với mấy con máu giấy á thì so với giảm giáp thì với cả kiếm giảm phần trăm giáp thì tôi nghĩ nó sẽ giống nhau, không có hơn nhau nhiều đâu. Nên là chủ yếu mọi người đăng ký mua ra xa để khắc tanh ở đây này pha này bắt được con này. Ok, sao nó biết mình trong này nó đấm mình ta. Rồi, ưu tiên tốc biến chứ, ưu tiên biến này, hắc não này, đấy thấy chưa? Rồi, lui. Ôi thôi xong rồi, pha này không chạy được rồi. Trời ơi, vừa đang được pha hắc não thằng mít đó bạn đẹp thế mà lại bị chết bất kêu rồi. Trời ơi. Chết nữa. Đấy, tem tôi đang khá là cao nha. Rồi, từ farm lẻ một con quái này. Xong rồi lấy luôn con bùa đỏ của rừng nha. Đó, rừng mình không ăn bùa đỏ thì mình lượm bùa đỏ thôi. Rồi, bây giờ lượm bùa đỏ xong rồi di chuyển lên cùng tem nhé. Khả năng tem mình đang khá là cao nha. Có chừng lại tí lại giao tranh lớn đấy. Đấy, tôi vừa thấy ngọc không nha. Tôi mới thấy ngọc không trong cái bụi nha. Đây này nè, đây giả vờ như không thấy nó rồi tôi sẽ ulti nha. Đây, pha này ulti này. Rồi, ơ kìa. Trời ơi, cái con quỷ chim này nó làm lộ xác đi rồi. Tôi đang giả vờ dụ nó rồi tôi bay vào ulti bất ngờ vào nó mà trời ơi con kia ơi, nhưng mà nó chết không? Này, bổ này, chưa một này, đánh thằng này, ui lui ra này. Ui thế mà vẫn không đủ tầm để bổ được cái chưa một nó kìa, tiếc ghê á. Rồi, AD chạy không? Ui xồi ôi, ao nhây đến từ vị trí AD của tên mình nha. Rồi, ok, bây giờ thì đẩy lính cao lên nhé mọi người. Nói chung là tầm này ăn hơn tên bạn thì hơn nhưng mà phải cố gắng ép nha. Rồi bây giờ thì di chuyển qua đây này. Ui ổn lắm đấy, ổn đấy. Rồi giết được ngộ không rồi kìa. Này, đánh thường này, chưa một này, đánh thường này, né này. Ui không ổn rồi. Ấy ừ hên quá. Hên quá thằng VDS. Thằng VDS nó ulti qua tường mọi người ơi. Nó là ulti thẳng mặt tôi là tôi chết rồi á. Rồi bây giờ thì lui nhẹ về farm nha. Đó, tôi đang tính nâng cái nành ấy nhưng mà thôi chắc phải nâng cái đao thôi mọi người ơi. Nói chung là tôi gặp VDS thì tôi không có sợ VDS nó hồi máu đâu mọi người. Bởi vì tôi né hết chiêu cái chiêu 2 của nó mà. Nhưng mà tôi sợ tem tôi không né được thôi nên thành ra lại hồi máu lại á. Thôi tất nhiên cứ nâng đao cho an toàn. Rồi, lên đao xong nâng nành nha.
Bây giờ thì nấp đây đợi xíu nhá, thằng nào ra farm lính phát là ulti múc anh nha. Rồi, kiên trì đợi thôi. Nói chung cứ kiên trì đợi thôi, thêm bạn là AD còn chưa lộ mặt mà có khả năng tí AD, AD ở đây nó farm á, giờ đợi tí nhá mọi người. Rồi, đợi tí này. Đâu rồi, lên farm chưa, lên farm chưa? Lâu thế nhờ, từ từ nhá, đang đợi đây rồi, đây rồi. Ulti này, tốc biến này, ui rồi, pha này tốc biến hơi lố rồi, nhưng mà đây, bộ này đánh thôi này, đánh con lính, đánh lính ớt kia. Trời ơi, đánh lính chậm quá rồi, xong AD thoát được rồi, trời ơi, pha này cái tay mình kìa. Vãi trưởng hết biết thấy pha đã khỏi tốc biến thì cứ tưởng là không đủ tầm tốc biến cho an toàn mọi người ơi. Nhưng mà thành ra tôi biết hơi lố rồi, nhưng mà không sao nhá. Đây, bộ này đánh thường này nữa chứ hai ăn được mạng VDS nha. Rồi, đó đòi hết tung mình hai cái đồ giảm miễn khống này nữa đâu mà đòi hết tung mình lâu được. Trời ơi. Rồi bây giờ thì biến về nhá mọi người. Đó. Mà tên bạn chết hai đây này, cố gắng lấy được trụ lấy được hai cái trụ không nhỉ? Tên bạn chết mất con VDS SB rồi thì không có đường con tanh nào để thủ trụ đâu. Đó, thì mình lấy được một đường rồi kìa. Rồi, a có chừng win luôn đấy. Rồi xong AD chết không? Ui AD nó vẫn còn sống kìa, hên thế nhờ. Rồi ấy nhưng mà cảm giác như tem mình nó win rồi mọi người ơi. Rồi ok, đúng rồi, win rồi. Rồi ok, nói chung là cảm ơn anh em đã coi clip nha. Clip này thì nó không hay lắm nhưng mà anh em cũng cố gắng ủng hộ kênh mình một like và subscribe ủng hộ kênh mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Hẹn em clip sau nha. Rồi ok, bye bye anh em.